một mùa Giáng sinh ấm áp và năm mới an lành hạnh phúc. Kính chào quý thầy dân, xin kính chúc quý thầy dân có một mùa Giáng sinh an lành, khỏe, may mắn. Mong mọi điều tốt nhất đến với quý thầy dân trong năm mới sắp tới. Xin kính chào quý thầy dân của Cư Bình La Sơn, xin kính chúc quý thầy dân có một mùa Giáng sinh an lành và một cái Tết nhiều niềm vui và sức khỏe. Chúc mừng năm mới!